màn trình diễn để lại ấn tượng mạnh cho khán giả trong đêm bán kết ca sĩ mặt nạ chính là từ cặp chị em O Sen O Súng. Là người hỗ trợ cho O Sen, O Súng khiến các cố vấn hoang mang vì giọng hát quá giống chị gái. Cả hai khiến Trấn Thành hoài nghi trước đáp án trước đó của mình. Trước khi bà Súng xuất hiện là tôi cũng tự tin đáp án về bà Sen mà tôi viết trong tờ giấy gửi ban tổ chức. Tự nhiên bà Súng ra làm tôi hoang mang nha. Trên sân khấu ca sĩ mặt nạ, độ mặn mòi của cả hai xuyên suốt buổi giao lưu cùng cố vấn cũng khiến khán giả thích thú. Ngay từ khi O Súng cất giọng thì Võ Hà Trâm đã được khán giả réo gọi vì giọng hát nhân vật mascot này quá giống Á Quân gương mặt thân quen. Hơn nữa căn cứ vào những gợi ý mà chương trình đưa ra, người hâm mộ càng tin chắc vào suy đoán của mình. Trong đoạn clip manh mối, O Súng khoe với O Sen chiếc nhẫn 3 năm, rất có thể chỉ việc cô đã kết hôn được 3 năm hoàn toàn khớp với thông tin về hôn nhân của Võ Hà Trâm. Bánh trung thu mà O Sen mời O Súng gợi nhớ đến con gái của Võ Hà Trâm là Moon. Đặc biệt, nữ ca sĩ cũng là giảng viên thanh nhạc dạy ở Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh như thạc sĩ Ngọc Mai, người được nghi ngờ là O Sen. Mối liên hệ của cả hai được chương trình đưa ra là bình sữa, khiến các cố vấn đưa ra suy luận O Sen và O Súng đều đã có con. Như vậy, người hâm mộ dễ dàng đoán ra danh tính của O Súng chỉ qua đoạn clip manh mối của ca sĩ mặt nạ. Bạn có đáp án nào khác không? Nhớ để lại bình luận bên dưới nhé.